Thời điểm này, các công trình nhà ở được xây dựng theo chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo ở thành phố Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngôi nhà được xây dựng đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình tại đây. Ngôi nhà của thương binh Phạm Hồng Thuật ở phường Minh Khai được xây dựng cách đây 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Niềm mong mỏi bấy lâu nay của ông là xây được ngôi nhà mới để an hưởng tuổi già. Nhưng do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông lại thường xuyên đau yếu nên vẫn chưa xây dựng được. Được hỗ trợ của tỉnh, thành phố với số tiền 80 triệu đồng, tháng 3 năm 2020, gia đình ông đã khởi công xây nhà và đến cuối tháng 4, ngôi nhà mơ ước của ông đã hoàn thành. Đến nay được ở cái gian nhà cao ráo mát mẻ, là mưa gió là tôi yên chí, tôi không lo lắng gì cả. Là tôi rất vinh dự và rất cảm động, biết ơn Đảng và Nhà nước, biết ơn các cấp lãnh đạo. Không chỉ gia đình ông Thuật, gia đình bà Tuyết, một hộ nghèo ở xã Quảng Châu cũng rất vui mừng vì tháng 5 vừa qua đã nhận được quyết định của tỉnh, thành phố hỗ trợ xây nhà với số tiền là 80 triệu đồng. Trước đây tôi sống ở căn nhà nhỏ bé ụp sụp mà phải 50 năm nay rồi. Rột nát, đợt này được các cấp các ngành hỗ trợ cho gia đình tôi. Thì tôi cũng vay mượn thêm vào nữa để tôi làm căn nhà mới. Cũng xin cảm ơn các ban ngành đã giúp đỡ gia đình. Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo không chỉ mang lại niềm vui cho những người trực tiếp được thụ hưởng, mà người dân tại các xã phường ở thành phố Hưng Yên cũng đồng thuận cao đối với hoạt động hết sức ý nghĩa này. Tôi thấy các hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, bản thân tôi thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Cũng mong sao các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện để như vậy là cho dân chúng tôi có những ngôi nhà nhiều hơn nữa. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đợt 1 thành phố Hưng Yên có 22 hộ nghèo và người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng số tiền là trên 1,7 tỷ đồng. Đến nay, có 20 hộ đã khánh thành, còn lại 2 hộ đang hoàn thiện chuẩn bị về nhà mới. Đợt 2, thành phố có 19 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ngay sau khi có quyết định hỗ trợ, nhiều gia đình đã khởi công để nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành xong trước tháng 8 năm nay. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ góp phần giúp các gia đình có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng xã hội. Đây chính là nguồn động viên to lớn để người có công và hộ nghèo vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.